Hello các bạn nha, chào tất cả các bạn đến clip tiếp theo của mình nha các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang sửa kèn các bạn. Giờ thì mình đang sửa kèn xe các bạn. Sửa sần ke với cho thợ bên kiến các bạn. Người ta làm cái kiến mà vỏ bên tài á, kiến cửa lùa các bạn. Kiến cửa kéo ra kéo vô nó bị rơ các bạn, chạy nó cọc cho người ta làm hết luôn. Rồi bữa nay là thứ hai các bạn, hôm nay là vắng khách nên anh em đi sửa xe các bạn. Xong rồi hồi mình sửa kèn xong rồi mình đem qua mình sửa là tăng bố với thay bố thắng nào luôn các bạn, kiểm tra bố hết luôn. Giờ thì mình tới rồi, tới tiệm này cho thợ ta đang làm các bạn. Đây giờ đây là mấy anh thợ đang làm đó các bạn. Đây là thợ điện nha các bạn nha, đây bên thợ điện. Nó bị cái đảo các bạn, cái đảo kèn á, đảo tọt te á, nó không có đảo, nó bị hư cái đảo đó các bạn, nên giờ sửa cái đảo. Giờ thì ở trên thì hai anh thợ kiến các bạn, hai anh thợ kiến đang làm, tại cái kiến nó hở các bạn đó, cái kiến hai bên đó các bạn, bên đó với bên lơ các bạn, nó bị hở, nó kêu rọc thành ra cho hai thợ làm luôn các bạn, làm cho nó hoàn chỉnh luôn. Đây là cái tiệm thợ điện nha các bạn nha. Thì thợ điện này làm tất cả các loại điện với kèn luôn các bạn. Đó. Thì anh chủ thợ thì ảnh đi đâu rồi, còn có mấy anh lính thôi, mấy anh nhân viên thôi. Nhà xe mình đang sửa, nó bị hư cái đảo các bạn, đảo kẹn. Xe đó thì đang sửa các bạn, cái pho đó đang làm điện đài vậy các bạn. Tối quá ha. Ở chiếc sau lưng mình, chiếc tải sau lưng mình thì đang sạc ga máy lạnh. Các bạn. Rồi chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở tiệm thợ điện các bạn, thì mình sửa xong rồi các bạn. Kèn xong rồi các bạn ơi. Thì giờ mình chạy qua bên gara tiệm thợ máy các bạn. Qua thợ máy để cho nó kiểm tra bố thắng, thì tăng bố thắng các bạn ơi. Nếu mà hết bố thì thay bố luôn các bạn. Thì nó bố. Nói chung bố này cũng lâu rồi các bạn ơi. Tăng cũng 5-6 lần rồi. Chắc cũng hết bố rồi. Thì nói chung thì qua bển cho nó kiểm tra đi, còn bố thì thay, còn không còn bố thì hết bố thì thay, còn bố thì tăng các bạn, để cho nó xe nó hoàn chỉnh để mai chiều đi cho nó chuẩn bị sắp tới lễ rồi các bạn ơi, lễ chạy thì nhiều rồi,
chỉnh xe cho hoàn chỉnh thôi. Giờ mình đi qua bên thợ máy các bạn ơi. Chào các bạn nha, hiện tại thì xe mình đang đậu bên kia cạn, xe xanh xanh các bạn, đậu lại để chờ làm bố các bạn. Giờ thì chờ nó sửa chiếc xe kho nữa các bạn, sửa hộp số. Sửa hộp số xong rồi tay xe mình chờ đợi mệt lắm. Tới thì có thợ làm thì nó nhanh các bạn, còn có thợ phải chờ đợi. Chờ đợi xong người ta sẽ tới mình. Ủa mà bể đó luôn ha. Để cái răng đó luôn. Bể số đó còn mấy số kia vẫn chạy được chứ. Được không? À, đã bon. Này lúc nặng á, tải nặng quá nặng á, nó lên đèo á, lúc giật á, khá nhớt hả? Tôi chạy sao giật được, hết nhớt mà đi con hàng về đéo nhau. Béo rồi đi cho ống này kêu thay rồi đầu thay đầu cơ này, cái bằng đầu số 4. Cái hộp số xe vò nó bị hư các bạn, hư số 4. Bị bể hộp số các bạn. Nhà này trên Lâm Đồng các bạn. Xe Lâm Đồng. Giờ thì anh Thoại đang thương lượng với ông chủ giá cả bao nhiêu làm các bạn. Nên gọi về cho chủ xe các bạn. Giờ thì anh đang làm xe mình các bạn ơi. Thử có còn bố không? Có còn bố không anh? Còn hả? À còn tăng cho em. Anh kia đâu rồi? Sao còn mình anh nhỉ? Nghỉ anh rồi. Nghỉ luôn. Chơi. Nhớ ngày xưa lúc trước, mấy năm trước chở lên Bảo Lộc nhá. Dạ. Chở đi đâu nè ta? Dạ. Mấy năm trước chở đi Bảo Lộc đi đâu, chở xe thằng Trung đi đâu nè ta? Đi vô trong được riêng. À. Rồi sau này em chạy xe cho bà Mạnh nữa đó. Vâng. Cho ai ta? Đi... Bà Mạnh đó. Sao là đợt lắm, đi đâu rồi, thăm gia đình, đi đâu này chơi nè. Đám cưới. Ờ, đám cưới, đúng rồi, đám cưới. Lâu rồi ha, mấy năm rồi. Tăng đều đều giùm em nha, để xỉa. À, đó sao không học nghề bác sĩ nào đi cho nó sướng ta, mà học cái nghề này cho nó cực quá ha. Nó dơ dáy. Học bác sĩ thì chích một cái. Đúng rồi. À, nghề đó chích một cái nữa, tiền, chích một cái tiền. Nhất là phụ nữ ha. Vô kia cởi quần ra chích ha. Thầy luôn. Đây à. Giờ là anh tăng cái bánh trước các bạn, hai bánh trước xong. Giờ tới anh tăng hai bánh sau các bạn.
À, bố còn nha các bạn. Anh tăng bố, anh tăng còn được. Bố còn thì mình tăng thay nhanh thôi các bạn. Tăng thì nhanh lắm. Mình thay bố thì chờ đợi nó hơi lâu, với tăng bố thì nhanh lắm. Tăng cái này cũng phải có khéo tăng mới được các bạn nha. Nói chung là cứng tay nghề mới tăng được. Còn các bạn không cứng tay nghề, bạn tăng các bạn biết sao? Thắng nó xỉa, thắng nó xỉa. Tăng không đều các bạn. Bánh tăng ít, bánh tăng nhiều, thắng cái nào nó xỉa. Còn như tăng mà rành người ta rành á, ta tăng đều á, tăng cái là bốn bánh à, thắng xe nó đứng im luôn, nó không có xỉa các bạn. Còn mà tăng mà không đều á, nó xỉa cực lắm, chạy cực lắm. Ví dụ mình đang chạy cái mình thắng hay có tình huống gì mình thắng cái nó xỉa, nó tạt qua mình có khác liền các bạn, nó không đều á các bạn. Tại vì bánh ăn, bánh không ăn nó không đều, nó xỉa nguy hiểm lắm. Cực mình, cực tài xế. Thì các bạn ơi, xe tăng bố xong rồi các bạn, nhanh lắm. Mình tưởng đâu thì nó hết bố, tại vì bố thắng này nó cũng lâu lắm các bạn. Rồi bố thắng này nó hết thì mình thay bố rồi chờ đợi rồi đi dán bố nó đâu, chứ tăng không thì nhanh các bạn. Rồi xong rồi, mình tăng xong rồi, giờ mình về các bạn ơi, giờ mình ve ra. Ve ra mình về các bạn. Thì bữa nay là thứ hai các bạn. Thứ hai thì xe nó cũng ít, nó nổ nào nhiều, làm sửa cũng nhanh lắm. Rồi ok, thắng mình đạp thử các bạn, được rồi, ok. Chúng mình thử thắng cái tăng sao mình chạy để khúc đi tốc độ nhanh đó các bạn. Sao mình giảm thắng cái thử coi nó xỉa hay không các bạn. Nó xỉa thì nào là thắng là tăng không đều. Lại mình chỉnh lại các bạn. Còn nếu mà nó không xỉa nó đều thì ok. Rồi ok các bạn. Nó ghi xuống, ghi cái đầu xuống là ok. Nó không có xỉa xe các bạn. Này tăng thắng là ok. Thì bữa nay mình không có chạy các bạn ơi. Không có chạy khách. Thì vậy xong rồi bây giờ mình về chạy xe vô bãi các bạn. Xong nghỉ thôi. Kè là mình cũng làm rồi các bạn, đó ok đó. Kêu á. Kèn thì sớm giờ nó hơi bị hư cái đảo của kèn các bạn. Cái hư cái cục đảo. Và nó thay cái đảo luôn các bạn. Đó, thắng vậy nè, nó ok đó các bạn. Thắng nó không xỉa. Người nước ngoài á, các bạn biết sao? Người ta về Việt Nam mình á, ta nói Việt Nam mình chạy xe bất kèn quá, anh bỏ nó nước ngoài người ta chạy ta không có kèn, tình huống gì dữ lắm á, thì người ta có kèn thôi. Còn bình thường á, người ta chạy người ta không có kèn. Còn ở Việt Nam mình sao mà chạy bất kèn nhiều quá? Các bạn có hiểu? Ở đâu á thì nó lại vô cái khuôn khổ chỗ đó. Ở các bạn ở nước ngoài á, thì lý do là các bạn không có xe hai bánh. Đó với cái chứ ở bản là xe người ta chạy cái len nào ta đi thẳng cái len đó, người ta chuyển làn nhưng mà ít lắm, chuyển làn lắm các bạn, chuyển len lắm, cũng như chuyển qua chuyển lại ít lắm các bạn. Thứ hai nó là đường sao nó rộng, đường hai len nào ta đi thẳng len đó, đường ta có mấy len luôn. Với thứ hai cái tiếp nữa là là ở bên nước ngoài người ta như ví dụ như người ta trong hẻm những cái đường mà giao nha, đường ưu tiên giao nhau, đường không ưu tiên các bạn. Ví dụ như mà nói để cho các bạn dễ hiểu là cũng như là ở trong hẻm mà các bạn ra ngoài đường thì tất nhiên cái trong hẻm á, xe phải trong hẻm phải nhường đường cho cái xe ở ngoài cái đường lớn, thấy an toàn không có xe thì các bạn mới ra, anh bảo người ta mới ra, ta chạy đúng nguyên tắc đó, ít có xảy ra tai nạn. Còn ở Việt Nam mình nói thật với các bạn nha, ở trong hẻm á, thích thì làm cái phèo ra một cái, không cần phải nhìn nó, nhìn nó sao, nhìn nó trước đâu các bạn, nhìn có xe không hay đâu, có thói quen cứ trong là phèo ra thôi. Mà các bạn biết cái vèo ra, các bạn mà không có kèn, các bạn không bóp á thì người ta đâu có biết đâu, ta né đó là các bạn đi luôn, đuổi luôn, tình huống như vậy đó các bạn. Mình phán xét từ xa ha, ví dụ trong cái hẻm nó ra thấy xe hai xe ra ha, xe bánh nó chuẩn bị nó chung ra là mình ở đây là bóp kèn báo hiệu đó, đó các bạn, mình phải bóp kèn báo hiệu đó là nó mới dừng lại. Có khi nó không dừng nữa đó các bạn, nó lao ra luôn á. Các bạn nghĩ vậy sao không xài kèn được, không bóp kèn được, kèn nó cho to. Còn xe bánh nó thật chuyện, còn cái đường dưỡng ngoài á, mấy bạn nó cứ, mấy bạn cho xe bánh nó cứ
thích đó các bạn, anh mới lạng qua bên đầu xe mình, thích cái này tắt qua lợi, thích tắt qua kia, trời đó coi các bạn thấy không xài kèn sao mà nếu không xài kèn chắc thiệt tai nạn là rất là nhiều. Lý do các bạn mới xe bánh cứ chạy lung tung, xe ta đang chạy gì chuyển làn đột ngột vô đầu xe người ta thì sao mà không có kèn được các bạn. Chứ đâu có ai muốn có kèn, đâu ai muốn làm kèn lớn, độ kèn làm gì. Và gì em lúc đó trời đất ơi, nói thật với các bạn chứ, em lúc bóp kèn á, có nhiều người á bóp kèn á là giật mình né, còn có người nó thật sự bóp, vừa bóp kèn mà vừa ép luôn, nó thật sự luôn các bạn. Nói là nói ra thì nó không hay, nó sợ thiệt các bạn, mà phải vừa chạy mà vừa ép vừa bóp kèn luôn mà chưa né, bóp kèn mà phải ép, phải ép người ta thì người ta mới vô, còn không là người ta cũng không vô nữa. Đó. Tai nạn rất nhiều, các bạn thấy không, Việt Nam mình tai nạn xe đa số xe hay bánh rất là nhiều. Mỗi một cái ngày lễ hay là có ngày Tết gì đó các bạn thấy không, lúc nào cũng vậy. Trong toàn nước là thế nào cũng có vài người tai nạn thôi. Xe bánh chạy nó nguy hiểm. Các bạn biết sao? Mình nói cho xe bánh nghe luôn nè. Tại vì xe bánh người ta cũng không muốn như vậy luôn, mình vẫn biết là đường xá nó nhỏ. Và ví dụ như cái đường ở làng có xe bánh nó thật sự các bạn rất là nhỏ, nó nhỏ xíu à. Hai chiếc xe nếu mà chạy đúng làn xe hai bánh của các bạn, hai xe các bạn qua có không được đâu. Mà tôi gặp một cái người nào mà người ta đậu xe ở ngoài đường, tất nhiên là các bạn xe bánh nó giật ra cái làn đường bốn bánh, đúng không? Cái người ta đâu muốn gì đâu. Ví dụ cái làn xe bánh ta đang chạy, có chiếc xe Honda nào đang đậu đường thì tất nhiên là chặt mẹ đường là người ta phải giật ra, giật qua xe bánh, giật qua làn đường bốn bánh để người ta đi. Đang đi tốc độ nhanh ta đắng đâu được đâu. Nhưng mà các bạn giật qua thì vô tình đó chiếc xe lớn bốn bánh người ta đang tới sát sau đít con các bạn, người ta thắng kịp á, bạn xạ kịp rồi thắng kịp á, thì các bạn còn sống. Còn tải là ví dụ như những chiếc xe tải mà tải là hàng nặng luôn mà các bạn giật qua đó thì các bạn chuyển hộp khẩu gì dữ thôi, nó sao nó thắng, cho dù nó thắng kịp nhưng mà thắng không thể nào đứng được, tại vì hàng xe tải rất là nặng, cái độ thắng của nó là phải đi từ xa mới đứng vài mét mới đứng đó, tùy theo tốc độ đó nha các bạn, tốc độ chừng 80-90 cho lên nó đáng sợ rồi, phải chừng phải 7-8 mét, 60 mét thì lụm rồi, chuyển hộp khẩu các bạn gì dưới rồi, đơn giản. Còn đây mình khuyên các bạn nha, nó thật sự luôn, xe hai bánh á các bạn biết sao không, người ta sáng chế là xe hai bánh á nó có hai chiếc chiếu hậu hai bên, các bạn chịu khó cái chiếc chiếu hậu bên trái á, bên trái các bạn chịu khó vừa chạy xe ra đường, chạy xe hai bánh á thật sự hay chạy xe lớn, chạy xe nào cũng vậy, các bạn không chạy thôi mà các bạn ra đường nha, chạy xe thì các bạn phải tập trung vào, đừng có suy nghĩ vào có gì hay vấn đề gì hết, phải tập trung vào quan sát từ xa đó, đồng thời đó là các bạn phải nhìn chiếu hậu, quan sát ở đằng sau có xe sau nó cặp sát bên mình hay không, có xe sau sát đít mình hay không, lâu lâu mình phải liếc qua nhìn cái hậu một cái, không? Lỡ có tình huống nào đang chiếc nhà vọt nào đang ở trước đầu mình đó, thì mình nhìn cái hậu, liếc qua cái hậu phát, không nhìn được cái hậu thấy không có xe thì mình có thể mình chuyển làn chuyển hướng lấy ra cái thì nó không sao, còn các bạn không nhìn cái hậu ở sau có không, gặp chiếc nhà vọt trước các bạn không còn nhìn cái hậu cứ thẳng nhìn trước ha, các bạn giật ra thì xe sau nó sát đít các bạn luôn thì không cửa nào mà nó thắng kịp, đó là hy sinh thôi, đi thôi, nó đơn giản là như vậy, mà nó thật sự các bạn chạy xe bánh ít có các bạn nào mà nhìn tiếng hậu, nó thật sự mà cho dù nhìn tiếng hậu cũng không thấy được luôn, tại mình biết mà nhìn tiếng hậu mà nó không phải là những tiếng hậu là ai cũng nhìn được đâu các bạn, nhìn tiếng hậu phải nhìn cho quen mắt mới được, mình nhìn tiếng hậu nó quen mắt mình phải phán đoán, thì nhìn cái tiếng hậu mình phán đoán từ cái đít xe của mình với cái đầu xe của người ta ở sao là khoảng cách mấy mét mình nhìn chuẩn luôn, mình nhìn biết được. Còn có nhiều bạn nó thật sự đa số là bây giờ cho dù các bạn mà có nhìn tiếng hậu cũng không biết được chiếc xe là khoảng cách bao nhiêu xa ở sau đất mình, nó không quen, không tin mấy bạn nhìn thử thôi, chỉ nhìn thấy chiếc xe thôi nhưng mà không biết cái khoảng cách là từ chiếc xe của mình vậy và chiếc xe của người ta ở sau lúc mình khoảng cách bao nhiêu mét, nó thật sự không biết mà cái đó là phải nhìn cho thường xuyên nó quen thì mình mới đón được cái khoảng cách canh từ con mắt á. Nhưng mà dù gì là có nhìn kính hậu đỡ hơn là không nhìn kính hậu, các bạn nhìn đi, nhìn từ từ nó quen, còn các bạn mà không nhìn kính hậu thì dễ nguy hiểm lắm, các bạn chuyển làn là dễ bị dính chưởng lắm, xe sau nó lượm liền đó. Nhưng mà nó mình muốn quẹo hay muốn nhìn chuyển làn á là phải nhìn kính hậu từ xa, mình nhìn cái hậu từ xa và mình đá xi nhan hơi lâu chứ hơi xa tí xíu để cho xe sau nó biết mình, nó biết mình muốn rẽ, chứ không phải mà các bạn tới cái đột ngột đó các bạn nhìn cái hậu các bạn đá xi nhan cái các bạn quẹo liền cái là không có xe nào mà nó sao nó phản xạ kịp đâu, gặp mấy bạn tài xế mà yếu nó đâu có để ý đâu, nó đi thẳng luôn, nó ủi bạn luôn, kể cả xe hai bánh bốn bánh diện vậy các bạn mà ra đường á, các bạn chịu khó là tập trung vào đi, chạy xe phải tập trung vào chứ đừng có lơ lơ ẩn ẩn
vừa nghe điện thoại vừa nói điện thoại vừa suy nghĩ vừa nhìn đu quá vẫn như nhau là ha, ra đường chạy xe chứ mà hái hoa bắt bướm không có tập trung vô các bạn. Và các bạn đâu có nhìn từ xa đâu, là cái tình huống nào đột ngột trước đầu mình xe mình phản xạ không kịp, đồ dính chữ nó vậy đó. Chỉ yếu là tập trung vô cái đầu vô, đừng có suy nghĩ về chuyện gì hết đó, tập trung cái đầu vô nhìn vô, quan sát từ xa vô đón tình huống. Ví dụ như cái ông đó băng qua đường á, nhìn mình từ xa mình đón ổng là ổng băng hay ổng không băng, ổng ngập gần tới đâu, cái ông đó có thể là xỉn hay không xỉn mình phải có phán đoán vừa phải chừng 80-90%, 100% thì không chính xác, nhưng mà khoảng 80-90% là cái ông muốn qua đường hay không muốn qua đường, hay cái ông đó muốn không xỉn hay không xỉn, mình nhìn mình phán đoán được biết hết. Mình cái đây là mình góp ý kiến, mình nói về cá nhân của mình nha các bạn nha, còn các bạn nào nghe hay không nghe là tùy các bạn. Có lúc các bạn nghe thì các bạn được cái tích lũy cái kinh nghiệm ở ngoài đường nó nhiều hơn tí xíu thì nó cũng đỡ lắm các bạn. Còn các bạn nào biết cái rành đó thì đi đường đi xe chạy xe nhiều thì các bạn biết rồi thì các bạn lướt qua vậy đi ha, chứ mình không có phân tích ai, rồi mình cũng không có nói xấu ai á, mình chỉ góp một phần tích lũy của mình lâu năm thì mình nói lên những cái ý kiến của mình chia sẻ cho các bạn hiểu thôi, chứ nói thật ra thì cũng không có các bạn nào mà sành sỏi ở ngoài đường xá hết, cũng có người biết cũng có người không, thì người nào biết thì lướt qua ha, chứ đừng có ném đá mình thằng này nó hay, thằng kia thấy nọ, mày kia thấy kia dạy đời này kia, không, mình đây mình không dạy đời nha, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi, những gì mình biết mình chia sẻ cho em út với đứa ví dụ như cái lớp sau của mình nó biết thôi. Hai những người ta ít có tiếp xúc ra đường các bạn, ít thì chạy ra đường thì người ta xem được cái clip này người ta không biết được sao mà nó dễ tai nạn này nọ kia đó. Giờ thì mình chạy xe về bãi xe các bạn, rồi cắt rồi xong rồi mình về nhà xong rồi. Nói chung là đi sửa xe này các bạn, bất cứ sửa xe gì á, mình đi sửa xe mình phải có một ngày nào đó nghỉ xe không chạy khách thì mình đi sửa thời gian đó thoải mái, mà mình tới tiệm mình sửa người ta cũng vui vẻ, còn mà có xe mà sửa mà gọi là đang gấp thời gian các bạn, đang vừa đang chạy mà vừa sửa mình hối người ta thợ thầy người ta khó chịu, người ta ghét quá, bữa nào đậu bữa không chạy không chở khách rồi đi sửa, có thời gian dư người ta sửa, ta vui vẻ ta sửa mình cũng thoải mái. Nếu mình sửa xe mình vô mình cứ hối người ta thế này hối người ta thế nhỏ, thật sự ra các bạn chắc cơm người ta đang ăn. Bây giờ ví dụ như trong cái tiệm đó nó có 10 chiếc xe, chẳng lẽ người ta tập trung vào một chiếc xe bạn ta làm thì 9 chiếc xe kia người ta nằm ta chờ bạn à? Đâu được, ta phải sửa cái này chút sửa kia chút, khách nào người ta cũng vô ta làm mấy cái là thôi ta để đó, ta nhảy qua chiếc xe nói chung là ta sao qua trẻ lại đó. Chứ chẳng lẽ người ta cứ tập trung vào một ngày trời có sửa một chiếc xe của mình ta, có mình sao người ta sắm được đúng không, ngày ta mới sửa có phải mười mấy 20-30 chiếc xe, mình phải chờ đợi thôi chứ. Cuộc sống này nó nản lắm các bạn ơi, nó rất là nản, làm hoài không có tiền các bạn nhé. Nói chung là mình sống trên đời á, mình đừng có suy nghĩ về mình làm lúc nào làm cái kiếm tiền cho nhiều hay kiếm tiền cho để làm cái này làm cái nọ, ai trên đời này thì tiền là không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là mình vừa làm vừa vui thoải mái, tiền thì có cũng được nhưng mà không có thì cũng không được, nhưng mà cũng có tiền mà mình vừa làm, lao động là vinh quang, mình cứ làm đi, làm những gì công việc mà mình yêu thích là được rồi vậy thôi. Chứ là ai mà muốn giàu trên đời này có ai muốn giàu các bạn, nhưng mà khả năng mình có bao nhiêu đó thì mình có bao nhiêu đó thôi, làm được bao nhiêu đó thôi chứ đâu có được như người ta có những người ta gia đình khá giả thì đời ba đời mẹ đời cha mẹ người ta để lại, người ta có của rồi người ta chỉ việc ra sống lên ra sinh ra người ta chỉ hưởng thôi, còn mình sinh ra thì mình phải mọi việc mình phải tự lực cánh sinh thì sao mình bằng được người ta, nhưng mà tiền nhiều thì cũng hết thôi,
chết có mang theo được đâu, làm sao mà vui vẻ sống được rồi. Má cái thằng xe tải này đụng má nó chạy ghét thì chết các bạn không, nó chạy nó cái nháy nháy chứ đầu các bạn, nó chạy ra không chạy mà nó đậu, nó không đậu nó cái nháy chứ đầu mình nó khoảng bực ghê không. Dạng như mới tập chạy ra đường chạy các bạn. Các bạn giúp cho mình đi, các bạn nào mà xem đăng ký kênh của mình rồi á thì các bạn xem á, các bạn cho mình một like đi nha, cho mình một like, cho mình một cái bình luận, các bạn bình luận cái gì cũng được hết, một chữ hai chữ gì cũng được, các bạn bình luận mình cái ha, để mình có cái tương tác. Còn các bạn xem mà các bạn không có bình luận, các bạn không like á là mình không có tương tác, là cũng như là không tương tác, cũng như là cái clip của mình nó ít có rộng lắm. Các bạn cho mình một like hay cho mình một cái bình luận đó, là tương tác của mình nó lớn lên, nó cao hơn, nhiều người xem được. Ăn thua là do các bạn mình các bạn thôi, các bạn yêu quý mình, các bạn giúp mình cái nha. Bạn xem xong rồi các bạn cho mình một like hay cho mình cái bình luận ha. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm mình luôn nha. Nói chung giờ mình làm cái gì cũng vì đam mê thôi các bạn ạ. Nói thật sự mình làm YouTube này nó thật ra là mình làm vì đam mê thôi. Có nhiều người hỏi làm mày làm có tiền chứ, mày làm cái gì, để làm gì chứ các bạn. Mình công việc mình chạy xe là có tiền mình đủ sống được rồi, mình cần phải có tiền mới làm YouTube, không có tiền là không làm được ha. Mình làm mình cứ làm thôi chứ, mình làm sự đam mê của mình, nó thật sự mình làm được tôi YouTube là vì cái đam mê của mình, nó thật sự luôn. Mình thích thì mình làm thôi, còn có tiền hay không có tiền nó không có quan trọng. Có như mình chạy xe mình có đủ sống rồi chứ đâu phải là mình vất vả mình thiếu sống đâu, phải làm YouTube là kiếm tiền các bạn. Là cái gì đam mê thôi, có tiền không có tiền vẫn làm. Yêu cầu nói thật sự các bạn, yêu cầu một người xem thôi, một người xem thôi. Có như mình đó là một cái động lực của mình, là mình cũng đủ mình vui nữa, chứ không cần phải chỉ cần nhiều người xem. Chỉ cần một người xem thôi, cái clip mình đăng lên chỉ cần một người xem thôi mình cũng đã vui rồi. Mình không có bỏ cuộc. Thì người nói làm YouTube á, làm YouTube này nói thật sự các bạn á, đừng suy nghĩ vì tiền thì mới làm được, cứ làm vì đam mê thì mới làm được. Còn các bạn suy nghĩ về tiền á thì lúc nào bắt đầu các bạn suy nghĩ cho người làm vì tiền á, làm rồi nó sẽ chán nản, nó không có tiền á nó sẽ chán nản, là không có ai xem này kia đâu, không có ai like, không ai đăng ký kênh đâu, thế nó chán nản là cái bỏ cuộc. Chứ không phải là ai cũng làm thì dễ, nhưng không phải mà ai cũng phải đeo, không phải kiên trì đâu các bạn. Còn mình là cứ một người xem, không có người xem mình cũng vẫn làm đó. Dù 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm mình cũng vẫn làm. Mình kinh mình chưa nổi mình cũng vẫn làm. Dù bao nhiêu lâu kinh mình không nổi mình cũng vẫn làm. Nhưng mình không có nản các bạn. Làm gì đam mê mà không phải làm gì tiền đâu mình phải nản. Làm YouTube này á, một phần á là nhờ các bạn comment cho mình để nó có tương tác, và cho mình like như vậy nè các bạn, để mình có tương tác nó rộng hơn, nó nhanh hơn thôi. Còn thật ra là nó do là YouTube nó đề xuất các bạn. Nói chung á là các bạn coi có nhiều kênh nó review cũng không có gì mà hay á, thật sự bạn cũng bình thường thôi, không có gì hay á. Nhưng mà sao cái kênh nó nổi,
là lý do các bạn biết sao không? Lý do người ta làm đều, ngày nào ta cũng làm một clip, ngày nào ta cũng làm một clip hết các bạn, nói chung là không có bỏ ngày nào hết đó, dù xem hay không xem nó cũng mình người ta vẫn làm một clip, nói chung là ngày nào cũng phải có một clip đó. Lời tự động YouTube nó sẽ đề xuất cho bạn, ví dụ như trong 100 cái clip của bạn, YouTube nó sẽ xem xét, nó đề xuất cho bạn một cái clip nào đó đến những cái tài khoản khác đó, thì nhiều người tới biết các bạn thôi đó. Cái quan trọng là ngày nào mình kiên trì, ngày nào muốn làm cho có clip cho khán giả ta xem, người ta không xem cũng được đó, đó là tự động YouTube nó sẽ đề xuất các bạn. Như mình á, cái clip của mình á thì cũng có một clip hai clip mà YouTube nó đề xuất lên khoảng mấy ngàn người xem rồi, thì là do là YouTube nó đề xuất đó các bạn. Lời thêm với các bạn nữa là comment để tạo tương tác cho mình, cái kênh mình rộng hơn, clip mình rộng hơn, comment chia sẻ để có tương tác với mình. Thôi thì cái clip của mình là cái này nó dài lắm rồi các bạn ơi, thì thôi mình chân thành cảm ơn các bạn, những người bạn nào mà đã ủng hộ mình từ lúc mình làm mới có được một người hai người đăng ký kênh, bây giờ nó cũng hơi rộng được tí xíu rồi, nói chung là mình cũng là kiên trì các bạn, giờ có những clip mà mình đã đạt lên tới gần 5.000 người xem rồi các bạn, có một clip YouTube nó đạt lên gần 5.000 người xem rồi, nói chung là cái niềm đó là vui của mình dữ lắm các bạn. Thôi video mình xin kết thúc tại đây nha các bạn nha, chân thành cảm ơn các bạn, những người bạn mà đã cùng đồng hành cùng mình đã từ lúc có ban đầu nha các bạn, lúc mà mình làm chưa có người nào đăng ký luôn, cảm ơn các bạn rất là nhiều, chân thành cảm ơn các bạn nha, chào tạm biệt các bạn nha, bye bye.